gần 2.000 khách sạn vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đóng cửa. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sóng ngầm mua bán khách sạn đang diễn ra, chờ cơ hội mới sau đại dịch. Đã bắt đầu xuất hiện một số nhà đầu tư tìm mua gom khách sạn vừa và nhỏ. Kính chào quý vị. Sau hơn một năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho đến nay, ngành khách sạn vẫn chưa thể phục hồi. Tuy nhiên, bên dưới hiện trạng kinh doanh ảm đạm là một làn sóng ngầm mua bán và sáp nhập khách sạn đang diễn ra trong thời gian gần đây. Diễn biến và động cơ của xu hướng mua bán sáp nhập trên thị trường khách sạn như thế nào? Hãy cùng chúng tôi mổ xẻ vấn đề này trong bản tin Sài Gòn Times News ngày hôm nay. Việc kinh doanh của các khách sạn tại Việt Nam hiện vẫn còn rất khó khăn sau một năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Theo ghi nhận, khoảng 2.000 khách sạn vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đóng cửa. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý tại thị trường này hiện nay không nằm ở đà phục hồi, mà là xu hướng mua bán, chuyển nhượng các khách sạn, chờ cơ hội mới sau đại dịch. Các doanh nghiệp trong ngành khách sạn hé lộ, gần đây xuất hiện một công ty đang tìm mua các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao tại Việt Nam. Công ty này còn công bố có thể mua các khách sạn có giá từ hơn 110 tỷ đồng đến gần 7.000 tỷ đồng và đề nghị những nơi có tài sản muốn bán gửi thông tin. Sự kiện này cùng với những chuyển động gần đây cho thấy làn sóng mua bán và sáp nhập trên thị trường khách sạn bắt đầu diễn ra sau một năm đại dịch. Thực tế, đã có những nhà đầu tư đang đi thâu tóm các khách sạn, đặc biệt là các khách sạn ở những địa phương có thế mạnh về du lịch như Đà Lạt, Phú Quốc trong thời dịch. Bên cạnh đó, các yêu cầu tìm mua khách sạn cũng tăng lên. Trong cái bối cảnh như vậy thì nhiều tập đoàn thấy rằng đây chính là một cơ hội để họ đầu tư vào. Vì sao? Vì đây là một cái cơ hội về các quỹ đầu tư người ta đã có sẵn dòng vốn rồi. Và đặc biệt đối với Việt Nam là một thị trường tiềm ẩn về tương lai, sau khi hết Covid sẽ rất đông du khách sẽ quay lại. Vì cái nhu cầu đi du lịch cũng như là nhu cầu khám phá về văn hóa, về con người Việt Nam thì rất nhiều khách hàng chỉ chờ là hết dịch để quay lại với Việt Nam thôi. Đó, và đây cũng là một cái cơ hội vì một số những khách sạn người ta có thể là vì ảnh hưởng vì vốn người ta không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, thì những cái quỹ đầu tư sẽ là một cái cơ hội để người ta bước vào một cái lĩnh vực mới. Công ty của tôi là Semimoza, là công ty quản lý tư vấn và đầu tư về khách sạn, thì cũng nhận được 4 đến 5 yêu cầu về tư vấn và vì khách hàng, các quỹ đầu tư nước ngoài, trong nước và nước ngoài cũng hỏi về những cái khách sạn người ta cần mua trong cái thời điểm dịch này. Từ trước Tết đến nay thì có 2 công ty, hai quỹ đầu tư của nước ngoài cũng hỏi về muốn mua khách sạn từ 3 sao đến 5 sao, và một vài quỹ đầu tư trong nước cũng có yêu cầu đề cập đến cái vấn đề mà muốn mua khách sạn, muốn đầu tư vào khách sạn trong thời điểm này, bởi vì người ta thấy rằng đây chính là một cơ hội tốt để người ta muốn mua lại những khách sạn mà đang có vấn đề về vốn. Người ta sẽ đàm phán trước khi mở cửa bởi vì người ta muốn nhảy vào ngay cái lúc này hơn là sau khi mở cửa, bởi vì đây chính là thời điểm là người ta vẫn thấy là tốt hơn để mua. Còn khi mà sau khi mở cửa rồi thì giá kiểu gì nó sẽ cao hơn. Ngoài ra, thông tin từ công ty Savills Việt Nam cũng cho biết nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang muốn mua các khách sạn từ 4 đến 5 sao hoặc những khu đất có thể phát triển loại khách sạn này tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Rất nhiều các nhà yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng vấn đề như tôi vừa chia sẻ đến như lúc nãy, ít, mặc dù khó khăn nhưng ít có nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư của các khách sạn đó họ muốn chuyển nhượng. Đây là câu chuyện của những khách sạn 4 và 5 sao ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Ở khách sạn 2-3 sao thì rất là nhiều các chủ đầu tư nhỏ lẻ muốn chuyển nhượng lại vì làm ăn khó khăn, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với các khách sạn 4 và 5 sao như chúng ta thấy ở đây thì hầu hết các chủ đầu tư không có mong muốn chuyển nhượng, mặc dù họ có những cái khó khăn nhất định trong cái thời gian vừa qua về dịch Covid. Có những cái thời gian là họ đóng suốt mấy tháng trời không có khách, 3 tháng, 4 tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái việc mà chuyển nhượng đó là câu chuyện mà họ không mong muốn. Mặc dù xu hướng mua bán khách sạn đang manh nha, nhưng doanh nghiệp trong ngành nhận định các thương vụ mua bán sáp nhập không dễ thực hiện. Lý do là khi nhà đầu tư nước ngoài muốn nhắm đến các khách sạn 4 và 5 sao ở thành phố vì thấy cơ hội lớn khi Việt Nam mở cửa trở lại, thì chủ đầu tư của các tài sản này cũng thấy được cơ hội tương tự nên sẽ không muốn chuyển nhượng dù đang rất khó khăn. Một xu hướng khác đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường khách sạn hiện nay đó là cho thuê khách sạn, đặc biệt ở phân khúc khách sạn vừa và nhỏ. Trong thời dịch,
nhiều nhà đầu tư đã thuê lại hàng chục khách sạn đang ế ẩm để mở chuỗi. Phát triển khách sạn trong lúc vắng khách như hiện nay là thách thức, nhưng nếu biết khai thác thì vẫn có thể cầm cự được vì giá cho thuê mặt bằng đang rẻ. Thêm vào đó, nhà đầu tư lại có cơ hội thuê được mặt bằng tốt ở những nơi mà chủ cũ giữ chặt lúc du lịch còn đông khách. Còn với làn sóng ngầm mua bán lại khách sạn, đây không chỉ là hoạt động đầu tư mà còn là hoạt động nhằm tái thiết lập lại thị trường, đón đầu xu hướng mới sau khi dịch Covid-19 đi qua. Phần tiếp theo của bản tin Sài Gòn Times News ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức kinh tế đáng chú ý đăng trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Ngành bán lẻ Việt Nam nhận thêm hàng tỷ đô la từ khối ngoại. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp nước ngoài đã liên tiếp rót vốn vào thị trường bán lẻ Việt Nam với quy mô lên đến hàng tỷ đô la. Cụ thể, tập đoàn Massan mới đây đã công bố ký kết thỏa thuận về việc SK Group mua lại 16,26% số cổ phần của công ty nắm giữ cổ phần VinCommerce với tổng giá trị tiền mặt là 410 triệu đô la. Với giao dịch này, VinCommerce được định giá 2,5 tỷ đô la cho 100% vốn chủ sở hữu. Đây là một động thái cho thấy chiến lược đầu tư của SK Group vào các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam, cụ thể là ngành bán lẻ. Cũng trong tuần này, nhà bán lẻ Thái Lan Central Retail, tập đoàn chi hơn 1 tỷ đô la thâu tóm chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam, vừa công bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam với việc rót thêm 1,1 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để phủ rộng điểm kinh doanh khắp các tỉnh thành. Diễn biến này cho thấy thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang rất tiềm năng và hứa hẹn phát triển sau thời kỳ đại dịch. Trong năm ngoái, ngành bán lẻ Việt Nam vẫn đạt doanh số tăng trưởng 172 tỷ đô la, tăng 6,8% so với năm trước, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Ngân hàng lạc quan với lợi nhuận trong quý 1. Một năm thắng lợi của các ngân hàng đang được tiếp nối bằng những con số lợi nhuận được công bố liên tục trong các kỳ đại hội cổ đông gần đây. Cụ thể, Ngân hàng Á Châu ACB công bố lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.105 tỷ đồng trong quý 1 vừa qua, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank cho biết lợi nhuận hợp nhất quý đầu năm nay đạt khoảng 4.570 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB cho biết lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.200 tỷ đồng, cao hơn 315% so với cùng kỳ. Ở nhóm các ngân hàng quốc doanh trước đó cũng dự kiến mức lợi nhuận quý 1 rất khả quan. Trong báo cáo mới đây, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1 năm 2021 của nhóm ngân hàng niêm yết được nghiên cứu sẽ tăng từ 55 đến 65% so với cùng kỳ năm 2020. Lý do tăng trưởng cao trong quý là nhờ các ngân hàng duy trì tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện. Thêm nữa, hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý 4 năm ngoái. Lo ngại doanh nghiệp FDI núp bóng xuất khẩu trong ngành gỗ. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI trong ngành xuất khẩu gỗ ở Việt Nam đang chiếm đến 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Sự vượt trội này đang kéo theo một số lo ngại, trong đó có việc doanh nghiệp nước ngoài núp bóng doanh nghiệp nội xuất khẩu hàng. Đại diện một doanh nghiệp ngành gỗ chia sẻ, việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư núp bóng vào ngành gỗ để lẩn tránh thuế khi xuất khẩu ra nước ngoài khiến doanh nghiệp nội địa hoang mang vì tạo ra nhiều rủi ro cho xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có hiện tượng núp bóng và cho biết việc kim ngạch xuất khẩu ngành tăng cao giữa dịch bệnh là do đơn hàng nhập khẩu chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, đây là hiện tượng, còn cụ thể như thế nào cần phải điều tra cho rõ.